Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bintop nha. Các bạn nghĩ cứ lên sóng truyền hình là sẽ auto chỉnh chu và đẹp lồng lộn đúng không? Không đâu nha, vì trong video ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những tình huống mà các cô nàng vừa mới lên sóng đã bị tuột ngay cái váy, hay là một anh chàng đang đu đưa thì lại bị té sắp mặt lò luôn, và còn rất nhiều những tình huống ói rồi ôi khác nữa. Ngay bây giờ hãy cùng với Bintop điểm qua nhé. Get go! Những sự cố khó đỡ trên sóng truyền hình phần 2. Cú té trời giáng. Trong những game show thì các bạn thích xem chương trình nào nhất? Mình nha, mình thích coi mấy chương trình phải kiểu đấu đá, tương tàn lẫn nhau á. Chơi là phải có đứa sống, đứa bị tiêu diệt, nó mới đã chứ. Kỳ này á, tao chơi lớn với tụi bay luôn. Tao bán mạng tao chơi lớn với tụi bay luôn. Còn các anh trai trong video này thì chơi cái trò gì mà treo lơ lửng ở trên không trung vậy cả? Chơi xích đu phiên bản 4.0 hả anh gì ơi? Nhìn khét đây, cái này nói không phải xui chứ, té xuống một cái nha. Tao nói cái đít nở qua ha luôn đó mấy bà. Ôi. Nói chơi thôi mà, có cần té thiệt vậy không trời? Đúng là thời tới cản không kịp mà. Chơi cả đám mà có mình anh bị té thôi. Về tẩy chay luôn cái chương trình này là vừa đấy. Chắc anh sẽ không bao giờ quên được cú té này, vì có hàng triệu người chứng kiến luôn mà. Hay, thương anh. Cô nàng tùy tiện. Có ai ở đây giống tôi không? Mang tiếng là một con đổ nghèo khỉ, nhưng mà mỗi lần nghe Shopee sale, siêu thị sale, shop quần áo sale là ta nói cái quái gì cũng muốn bỏ vô giỏ hàng. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tối đẹp quá mà không biết nhiêu tiền ta, mang có 100k không biết có nên hỏi giá không ta, lỡ nó mắc quá thì sao ta. Dẹp mẹ đi. Mà vậy thì cũng chấp nhận được đi, ít ra là người ta có mua, chứ không giống như con mẹ trong video đây nè. Ui là chơi, thấy hàng tét, hàng khuyến mãi của người ta là xài như đúng rồi luôn. Má, vô duyên thực sự luôn á. Ôi ơi, lại còn vạch cái mông lên, thoa kem tự nhiên như là đang ở nhà luôn. Tội bà chị kế bên, chửi khô nước miếng cũng vô ích thôi. Mặc dù xung quanh có rất nhiều camera, nhưng mà vẫn tỉnh queo luôn đó trời. Bạn gái quên nào thì cô vẫn lẹ về đi nha. Con gấu mất nết. Ai bảo động vật là không có cảm xúc, nói tụi nó không có biết gì hết. Sai hết nha anh em. Cái tụi động vật là lũ quỷ ở trong rừng xanh đó nhiên. Nó ranh ma dữ lắm. Nhiều khi tụi nó không biết nói tiếng người thôi, chứ mà tụi nó biết nói là cũng lầy hổng thua gì con người luôn đó. Đây, bằng chứng cho những gì mà Bintop vừa nói nè. Chị gái MC xinh đẹp đang on the mic để chia sẻ về cuộc sống ở rừng xanh, rất là ok la luôn. Nào là có đồ ăn đầy đủ, nào là có cảnh vật ngon lành, cái gì cũng có hết trơn. Khoan, nhưng mà gái thì không có nha. Cho anh gấu hôn miếng coi, người gì mà xinh quá trời xinh luôn vậy đó. Chắc ăn miếng đi mà. Uầy, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy một con gấu có máu dê dữ dằn như vậy đó. Chắc phải đặt nickname mới cho nó là gấu dê quá. Chiếc váy đỉnh cao. Nếu bạn đang lăn tăn không biết nên tạo ấn tượng với crush ra sao thì tham khảo ngay một màn giao đầu như thế này nhá. Đảm bảo là ông khoái bà ghiền liền luôn. Hello các fan, nhìn bộ váy hôm nay của mình có lung linh không nào? Không. Hàng mua trên là giá đà được khuyến mãi đến 50% đó nhiên. Hời hông. Ui, cái gì vậy trời? Ủa chân trắng thế. Này thì ham rẻ, mới xuất hiện có mấy giây bay luôn cái váy rồi. À mà khoan, hình như chị gái vẫn còn rất tự tin để khoe cá tính nhá. Lại còn diễn hài nữa kìa, đỉnh ghê chị ơi. Wow, làm gì cũng được luôn ta. Đúng là có kinh nghiệm xuất hiện trên ống kính quá nhỉ. Tâm này quả thật là ấn con mẹ nó tượng rồi. Con chó vô duyên. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bintop. Các bạn đang theo dõi những khoảnh khắc hài hước bá đạo trên sóng truyền hình từ kênh YouTube của chúng tôi. Ủa?
dự chương trình luôn đó con chó ơi. Hên là đang ghi hình, chứ không là mày trút mẹ với tao rồi đó. Tội nghiệp chị gái. Ủa? Ở đầu cầu bên kia. Gì vậy? Không biết cái quái gì đang diễn ra. Ủa, luôn gì vậy? Mấy con boss đúng là quậy quá đi thôi. Tay đua siêu ngầu. Ở đây có ai mê tốc độ không? Hay có trường hợp nào từng bị người yêu chở mà đánh rơi ở giữa đường chưa? Chia sẻ cho mình biết với nha, để xem có chung cảnh ngộ với mình không. Chứ mình là mình bị rồi đó. Chắc là hả cũng chung hỏi với ông cu rơ này nè. Được gái xin phỏng vấn xong rồi lên mặt ngay. Trời ơi, chưa nói chuyện xong là đã bỏ đi rồi kìa. Mở con mắt mày to lên. Nhanh. Oh my god, cái quái gì vậy hả? Thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng một đống đất luôn. Đúng là đen thôi đỏ quên đi, thương chị gái quá nhiều. Anh chàng này cần phải coi lại cách cư xử của mình đấy nha, xấu tính quá đi thôi. Trò chơi thốn mông. Đang buồn, đang chán, ai rủ chơi cái trò gì giải trí xíu đi ạ? À? Vâng, nếu vậy thì bạn hãy thử tham gia trò chơi như trong game show này nha. Đảm bảo chơi xong là có cảm giác rần rần, rậm rật trong người liền. Quay 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 quay, để xem anh chàng hay hay này sẽ làm gì cô gái hen. Wow, lãng mạn cứ như là Romeo bế Juliet vậy đấy. Mà ở cái phiên bản này có cái gì đó sai sai, nhẹ tai anh ơi. Còn cái tai của chị gái thì có vẻ như hơi sai sai thì phải. Chắc là bị dập quá nên là hơi vướng víu, lại quên mất mình đang ở trước máy quay. Nói chứ tôi không có chơi mấy cái trò như này được nha, bạo lực hơn một xíu đi. Dưỡng tìm con lâu lắm rồi. Ở kia, còn bà chị áo trắng nữa. Qua trời cái nết của bà. Qua đây cưng ơi. Ở đây cũng muốn được bế này. Ham đú trên quá ha. Lại là cái tai sai sai. Nhưng lần này là của anh trai lực lưỡng kia mới gắt đó chứ. Ai, coi mấy cái này làm tôi không thể nào trong sáng hơn được luôn đó anh em. Cô gái trái bổng. Tầm này nắng nóng nực nội oi bức phải làm sao đây ta? Phải làm sao? Đi tắm biển chứ còn chân chơi gì nữa đúng không? Phải lựa ngay cho mình một bộ bikini màu nhu giống như chị gái trong video này nè. Ở kia, lột luôn hả chị? Trông máu lửa quá đi. Rồi rồi, đang livestream trực tiếp luôn đó nha chị ơi. Quăng cái áo sao cho ấn tượng nha. Ok, quất đi chị. Không lẽ chị gái tính quăng luôn cái quần sao? Có cả 500 anh em đàn hổng đây nè. Chào em. Anh đứng đây từ chiều nhưng anh chưa thấy ai có bộ ngực đẹp như thế này cả. Mặc dù là body của chị có hơi soi thịt tí nhưng mà vẫn bén lắm nha. Hãy đón nhận cú ném thần sầu của chị đây. Hey! Tới khúc này mới gọi là đỉnh cao nè anh em. Chị gái đã lao nhanh xuống biển như một cơn gió. Và rồi eo ơi, nhìn tinh thần đấy anh. Ủa, sao có gì đó mát mát trống trống kiểu gì ấy nhờ. Lẹ kéo lên chị ơi, toan thật sự đây. Phút này không biết mà chị quay mặt lại, chắc có nhiều người bỗng mắt lắm luôn á. Hú hồn thiệt sự. Này, sau khi mà cùng điểm qua những khoảnh khắc vừa rồi, thì các bạn thấy khoảnh khắc nào là ối giời ối nhất? Hãy để lại chia sẻ phía dưới phần bình luận nha. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn vào chiếc chuông để không bỏ lỡ những video hay nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.